À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Bài tập số 1 ở trong trang 19 có nội dung như sau. Biểu đồ đoạn thẳng trong hình 19 biểu diễn nhiệt độ trong một ngày mùa đông tại một địa điểm ở miền ôn đới. Ở đây là hình ảnh biểu đồ đoạn thẳng. Ý A, nêu nhiệt độ lúc 2 giờ, 6 giờ, 10 giờ, 14 giờ, 18 giờ, 22 giờ. B, hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 6 giờ, từ 6 giờ đến 10 giờ, 10 giờ đến 14 giờ và 14 giờ đến 18 giờ, 18 giờ đến 22 giờ và 22 giờ đến 24 giờ. Như vậy bài tập 1 này thì cũng câu hỏi là gần tương tự như ở bài tập số hoạt động 3, đúng không? Đây chính là luyện tập cách đọc biểu đồ đoạn thẳng. Nào, chúng ta cùng nhớ lại. Chúng ta phải quan sát trên biểu đồ này đâu là đối tượng và đâu là tiêu chí. Đối tượng ở trục nằm ngang, vậy đối tượng ở đây là thời điểm, đúng không? Thế thì cô nhìn vào trục nằm ngang nhé. Trên trục nằm ngang này có cái thời điểm là 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ, 20 giờ, 22 giờ và 24 giờ. Được chưa? Và cái tiêu chí người ta đang quan tâm ở đây là cột dọc, là chính là tiêu chí về nhiệt độ tại các cái thời điểm đó. Vậy thì ở đây tiêu chí là nhiệt độ độ C ở cột dọc. Sau khi đã xác định được đối tượng và tiêu chí, chúng ta bắt đầu đi đọc biểu đồ đoạn thẳng như sau. Nêu nhiệt độ lúc 2 giờ, vậy cô nhìn vào đối tượng 2 là đây. Gióng xuống trục dọc, ở đây thì thay vì là gióng lên trên, thì ở đây này có cái dấu chấm của nó là ở phía dưới, đúng nào? Vậy thì chúng ta nhìn nhé, đầu mút ở đây là dấu chấm tương ứng của nó ở vị trí này. Cô cho gióng sang trục dọc này, nó rơi vào số âm 8. Như vậy thì tại 2 giờ thì là âm 8 độ C. Tiếp tục là lúc 6 giờ. Lúc 6 giờ thì cô phải nhìn vào đối tượng 6. Đây là 6, cô gióng xuống. Đó, dấu chấm của nó dừng ở đây. Và cô gióng sang ngang xem tương ứng là bao nhiêu độ C. Ở đây là âm 10 độ C. Tương tự đến 10 giờ. 10 giờ cô gióng xuống, dấu chấm của nó ở đây, đầu mút ở đây. Gióng sang, cô được là âm 5 độ C. Tiếp tục là đến 14 giờ. Đây là vị trí 14. Và điểm đầu mút của nó giới hạn ở đây. Được chưa nào? Và cô thấy nó ở phía trên và cô gióng sang ở đây là 2 độ C. Tiếp theo đến 18. 18 giờ. 18 giờ dấu chấm lại nằm ngay ở đây. Nằm ngay ở đây thì cô chẳng xác định lên trên, cũng chẳng xác định xuống dưới nữa, đúng không? Mà cô sẽ xác định luôn sang trục dọc của nó, đây tương ứng là số 0. Vậy 18 giờ là 0 độ C. Và tương tự như vậy thì đến 22 giờ, cái đầu mút của nó ở vị trí này, nó ở phía dưới, đúng nào? Đấy, dấu chấm ở phía dưới, cô gióng sang. Ở đây là âm 3 độ C. Và như vậy thì cô đã cùng các em đọc và nêu nhiệt độ tại các cái thời điểm mà người ta yêu cầu. Và đến ý B thì nhận xét, thì chúng ta sẽ cùng thực hiện để ý A trước nhé. Chúng ta có thể trình bày vào vở như sau. Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy nhiệt độ trong một ngày mùa đông tại thời điểm trên là lúc 2 giờ thì là âm 8 độ C, lúc 6 giờ thì là âm 10 độ C, lúc 10 giờ thì là âm 5 độ C, lúc 14 giờ thì là 2 độ C, còn lúc 18 giờ thì là 0 độ C, còn lúc 22 giờ thì là âm 3 độ C. Tiếp theo ở đến ý B, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ ở trong khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Như vậy cô nhận thấy là đây là 2 giờ, là vị trí chấm của nó đây. Đây là 6 giờ. Rõ ràng quan sát ngay biểu đồ chúng ta nhận thấy là nó đang đi xuống, đúng không nào? Đi xuống nghĩa là nhiệt độ đang giảm xuống, giảm từ âm 8 độ C xuống âm 10 độ C trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 6 giờ.
Tiếp tục từ 6 giờ đến 10 giờ. Từ 6 giờ đến 10 giờ cô nhận thấy cái biểu đồ này đi lên và tiếp tục đi lên. Như vậy là nhiệt độ tăng hay giảm nhỉ? Tăng đúng không? Cụ thể là tăng từ bao nhiêu? Tăng từ âm 10 độ C lên đến âm 5 độ C trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho đến 10 giờ. Và tương tự là từ 10 giờ đến 14 giờ. Đây, biểu đồ vẫn tiếp tục đi lên rất mạnh đúng không? Đó. Nên là chúng ta nhận thấy nhiệt độ tăng, tăng từ âm 5 độ C lên đến 2 độ C trong khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 14 giờ. Và tiếp tục là từ 14 giờ đến 18 giờ thì lại giảm. Giảm xuống là từ 2 thì lại giảm xuống 0, đúng không? Lưu ý ở đây bài này thì có một điểm rất là đặc biệt ở cái thời điểm là 18 giờ này. Cái dấu chấm nó nằm ngay trên cái trục đối tượng này và chúng ta gióng sang nó chính là cái trục với trùng với cái mốc 0, được chưa nào? Nên là nó là 0 độ C đấy. Tiếp theo là nhiệt độ giảm từ 0 độ C xuống âm 3 độ C trong khoảng từ 18 giờ cho đến 22 giờ. Từ 18 giờ đến 20 giờ đi xuống, 20 giờ đến 22 giờ cũng tiếp tục đi xuống. Như vậy là nó đi xuống từ 0 độ C xuống âm 3 độ C. Và đây, nhiệt độ là ổn định là âm 3 độ C trong khoảng từ 22 giờ cho đến 24 giờ. Từ 22 giờ đến 24 giờ là nhiệt độ chúng ta nhận thấy là trên cái biểu đồ đoạn thẳng này không đi lên, cũng không đi xuống. Như vậy là nó ổn định, được chưa nhỉ? Vậy qua cái biểu đồ này chúng ta cũng nhận xét được cái về cái sự thay đổi tăng giảm về nhiệt độ trong các cái thời điểm khác nhau trong ngày, đúng chưa nào? Thời điểm có thời điểm tăng liên tục nhưng cũng có thời điểm là nó giảm đột ngột hay là nó ổn định, đúng chưa nào? Chuyển sang đến bài tập số 2. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình 20 biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ. A. Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ. B. Tính tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ. C. Tìm 3 tháng có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất ở Cần Thơ. Và D. Tìm 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ. À, qua các cái hoạt động cũng như là ở bài tập số 1 thì các em nhận thấy đấy, chúng ta đã biết cách làm thành thạo về cách đọc biểu đồ, phân tích biểu đồ đoạn thẳng, đúng không nào? Nên là bài tập này chúng ta sẽ làm, đó là từ cách đọc biểu đồ đoạn thẳng chúng ta sẽ thu được bảng dữ liệu, đúng không nào? Chúng ta sẽ thu nhanh được bảng dữ liệu, các bạn cùng quan sát nhé. Ở đây tháng 1 chúng ta sẽ nhìn vào tiêu chí ở đây là các cái tháng, tiêu chí là trục nằm ngang, được chưa? Là tháng từ tháng 1 đến tháng 12. Cô xin lỗi, đối tượng là ở trục nằm ngang, tiêu chí là ở trục nằm dọc. Như vậy ở đây chúng ta quan tâm đến 12 đối tượng từ tháng 1 cho đến tháng 12. Và mỗi đối tượng này cô giáo sẽ thu được một số lượng số liệu đáp ứng cái tiêu chí đó là về lượng mưa. Và chúng ta cùng quan sát nhé. Tại tháng 1, ở đây các con số tháng 1 gióng lên trên cái đầu mút của nó là dấu chấm màu đỏ thì cô thu được ở đây con số người ta viết luôn rồi là 6,1. Vậy tháng 1 là 6,1 ml, được chưa nào? Tiếp theo, tháng 2 cô lại gióng vào đây. Tháng 2 là dấu chấm tiếp theo ở đây là 1,9, người ta viết ngay ở phía trên rồi nên là rất là dễ đọc, đúng chưa nào? Không cần phải gióng sang nữa. Bởi vì là cái bài này các em nhận thấy đấy, lượng mưa là từ 0 lên đến tận 300, mà chúng ta nếu mà cứ chia nhỏ các cái đoạn từ 0 đến 300 thì nó rất là nhỏ ở cái trục này, đúng không ạ? Nên ở đây thì cái biểu đồ này người ta đã viết sẵn cho các em các cái số liệu, được chưa nào? Tại các cái thời điểm tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 12. Đấy. Và tương tự tháng 3 chúng ta gióng lên dấu chấm của nó đây là 13,3 ml. Tháng 4 là 36,5 ml. Tháng 5 là 167,7 ml. Tháng 6 là 222,6 ml. Tháng 7 là 239,2 ml. Tháng 8 là 231 ml. Tháng 9 là 252,1 ml. Tháng 10 là 275,3 ml. Tháng 11 là 150,1 ml. Và tháng 12 là 39,7 ml. Đó là chúng ta đọc được các cái số liệu ở cái biểu đồ đoạn thẳng này.
Đấy, và từ các cái số liệu mà mình vừa biết cách đọc rồi thì mình đọc được rồi thì mình mới tính được, mình mới phân tích được các cái dữ liệu, xử lý những cái dữ liệu bằng cách là sử dụng suy luận hay là công thức toán học để giải quyết được các cái câu B hay câu C, câu D. Đúng chưa nào? Và chúng ta trả lời ngay được ý A, các bạn có thể kẻ bảng và điền các cái số liệu. Thì cái cách đọc thì cô cũng đã vừa chỉ cho các bạn trên biểu đồ rồi nhé. Chúng ta sẽ gióng các cái đối tượng tương ứng với các cái dấu chấm đầu mút trong cái biểu đồ đoạn thẳng này. Sang đến ý B là người ta hỏi là tính tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ. À, ở đây là có một năm thì có 12 tháng. Tổng lượng mưa trung bình năm, tổng chính là phép cộng, và chúng ta cộng các lượng mưa trung bình năm này ở Cần Thơ lại thì chúng ta lấy các cái con số 6,1 cộng 1,9 cộng 13,3 cộng 36,5 cộng 167,7 cộng đến tháng 12 đấy, đúng không nào? Thì chúng ta thu được là 1.635,5 ml. Vậy chúng ta sử dụng kiến thức toán học để tính toán, để xử lý cái dữ liệu mà mình đang quan tâm. Tiếp theo sang đến ý C. Dựa vào biểu đồ ta thấy 3 tháng có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất ở Cần Thơ là tháng 10. Ở đây là 275,3 ml. Tháng 9 là 252,1 ml và tháng 7 là 239,2 ml. Thế thì các em cùng quan sát nhé. Lớn nhất thì chúng ta quan sát ngay là cái phần nào cao nhất thì nó chính là lớn nhất, đúng nào? Vậy cô nhìn này, cô nhìn gióng, cô giảm từ trên xuống dưới thì cô thấy tại cái đỉnh này là cao nhất, đúng nào? Như vậy tại đỉnh này thì nó tương ứng là tháng 10. Và đây nó là cái số liệu ở đây là 275,3, được chưa? Sau khi xong cái điểm này rồi, cô lại tiếp tục giảm xuống. Đấy, cô giảm xuống. Thì cô thu được đến cái dấu thấp thứ hai, ở đây là tháng 9 là 252,1 ml. Và cô lại giảm tiếp xuống sau dấu này. Đấy, thì cô thấy là đến cái điểm chấm này, đúng nào? Điểm chấm này nó cao hơn, đúng không? Thì nó tương ứng với tháng 7 là 239,2 ml. Và tương tự như vậy thì cô cũng sẽ thu được là 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ. Tháng nào mà lượng mưa càng ít thì nó càng khô hạn. Vậy thì cô thấy lượng mưa thấp nhất thì nhìn vào biểu đồ này, cô nhận thấy là tháng 2 là thấp nhất này. Tháng 2 này. Sau đó đến tháng mấy đây? Tháng 1 này. Và sau đó đến tháng 3, đúng là tương ứng với các cái số liệu trên biểu đồ. Như vậy ở ý C và ý D thì chúng ta nhận thấy là cái việc học biểu đồ đoạn thẳng cho ta cái nhìn nhận xét rất là nhanh, đúng nào? Rất là rõ nét về cái sự tăng giảm cao thấp, đúng nào? Cao nhất, thấp nhất, đúng chưa nào? Vậy thì đó là cái ý nghĩa để chúng ta học biểu đồ đoạn thẳng. Như vậy kết thúc trong bài học biểu đồ về đoạn thẳng thì các em cần nắm được cho cô các cái kiến thức. Một là cách đọc biểu đồ đoạn thẳng. Chúng ta sẽ đọc đối tượng là ở trục nằm ngang và tiêu chí là các cái số liệu ở cột dọc là các cái vị trí dấu chấm, được chưa nào? Hay là đầu mút đấy, dấu chấm, được chưa nào? Để đọc các số liệu, có những biểu đồ đoạn thẳng cho sẵn các cái số liệu tại vị trí dấu chấm, ví dụ như ở bài tập này. Nhưng cũng có những cái biểu đồ đoạn thẳng mà không viết số liệu, chúng ta sẽ gióng sang ngang tương ứng ở cột tiêu chí. Các em nhớ chưa nào? Và ý nghĩa của việc học biểu đồ đoạn thẳng đó là chúng ta có thể có một cái nhìn trực quan để rút ra nhanh được những cái kết luận hay là nhận xét về cái sự tăng giảm hay là cao thấp, được chưa nào, của các cái đối tượng mà mình đang quan tâm. Vậy thì về nhà các em có thể xem lại bài để chúng ta ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.